oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Em cảm ơn anh nha. Mày làm gì đứng chết trân vậy? Mà em thấy gì hết trơn á hả? Thì anh Tùng con đắc dân với ai? Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ. Tao thấy mày si mê quá rồi nha. Si sao không si? Đẹp trai quá mà. Không mấy ngày mai á, mày đem trầu cau hỏi cưới ảnh luôn đi. Mày bị điên hả? Người ta là công tử con nhà giàu đó nha. Cũng biết nữa hả? Tao tưởng mày không biết chứ. Thôi vô đánh cầu lông cho tỉnh đi má. Về đi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Ủa, mẹ đâu rồi? Ủa, vậy rồi hả? Ủa anh Tùng, đứng ra đường nha, hôm nay trời có bão á. Ôi, sao em biết hay vậy? Tại em dậy sớm á. Vô duyên. Anh kỳ quá nha. Kỳ gì kỳ, lần nào em dậy sớm là trời cũng bão hết trơn á. Vô duyên. Ủa, anh Tùng. Ủa? Nghe đi. Gì? Ủa, mẹ có đứa gì cho anh không? Đứa gì là đứa gì? Đứa tiền á. Không. Làm gì hôm nay đi đâu ăn mặc gì thấy ghê à? Ghê gì, em đi đâu liên quan gì tới anh? Sao không liên quan, anh được hỏi được không? Không, tính ra đi, tính ra. Làm gì vậy? Người nói ế quá à. Gì thôi nha, nói cho em biết được có khi dễ anh nha. Trời ơi, biết bao nhiêu cô gái đòi hưởng cái mùi hôi ê này, xếp hàng dài dài mình chỉ đồng ý. Ghê à. Ghê gì mà ghê. Trời ơi, người anh hôi lắm luôn á. Thôi đi mà hôi, tao mới đi. Anh vô duyên quá nha. Tao mới đi tập thể dục về chứ. Người anh hôi liền chứ bộ. Gì mà hôi, hôi không? Mày không? Trời đất ơi. Mẹ gì vậy? Mẹ, hai con sâu bọ của mẹ sao có đánh lộn hoài vậy hả? Mẹ, trời mẹ, anh Tùng chọc con kìa. Chọc con hả? Anh chọc con cái gì hả? Anh Tùng chửi con đó. Rồi anh Tùng chửi con hả? Anh Tùng chửi con sao? Anh Tùng chửi con Phong Long. Sao anh chửi em Phong Long à? Mẹ, nhà tôi gả đi nha, con gả nha. Mẹ, hồi nãy em nói con bị hôi ê á mẹ. Ở đất ơi, sao con nói anh hôi ê vậy? Trời ơi, anh mình chưa có vợ mà mình đi mình nói anh mình hôi. Hôi thiệt con hôi vậy. Con có chịu đâu mẹ, chứ nó ăn hiếp con à. Cô bé dỗi hờn, về không có chào là dỗi hờn đó. Đã tự kỷ đó. Đi ra chào đi, nhanh đi. Chào cô thầy. Chào cô thầy, chào cô thầy, chào cô thầy, chào cô thầy, chào cô thầy. Tội nghiệp quá cái người phụ nữ này. Bỏ cái này xuống rồi, ngồi đó đi, mệt không vậy? Sao mà liệu ngang ngược vậy trời? Hả? Không biết làm sao nữa. Đẻ cũng bằng tôi thôi chứ đâu có đẻ hơn tôi mà liệu quá trời liệu vậy bà nội. Con ơi đừng có chào bà chủ.
Gì vậy? Trời là ơi. Quá Nguyễn Tùng này. Nhổ từ xa đó mẹ. Em á nha, em bỏ cái kiểu chào đó đi nha. Có ngày là cô Tì đứt mạch máu, cô Tì đi nào cũng hay đó. Ý như gì cả, anh cũng có hồn cô Tì chứ bộ. Không có được rồi. Không có được vậy, không có được vậy, không có được vậy, không có được vậy. Trời ơi, sao nữa vậy? Không có giận tôi đó. Quá đi, hai đứa này. Mà nói nghe nè, bà có thể nào bà bỏ được cái liệu này đi được không? Chứ tôi thấy cái này học được á. Chứ tôi nói thiệt với bà, tâm sự mỏng với bà thôi. Nhà tôi 100 bộ chén đó, mà bây giờ mỗi bộ còn có cái một. Cái liệu của bà mà đập không mà tanh bành luôn á. Cuộc đời mấy mẹ con tôi là không bao giờ được ăn chén đồng bộ hết trơn á. Chứ mỗi người một kiểu vậy đó, bà coi bà đau đớn cho gia đình tôi không. Trời ơi, thiệt. Giờ cũng biết sao chứ cũng thấy có lỗi lắm. Ừ, thôi được rồi, bà ngồi bà nghỉ ngơi đi. Rồi hai đứa tự xuống dọn dẹp đi. Nhanh đi. Hả? Chắc đi tự xuống dọn dẹp đi. Tối hôm qua bà đập thêm 4 cái chén. Trời đất ơi. Trời đi xuống ơi. Để đi xuống dọn đi. Xuống dọn kìa, mẹ kêu em xuống dọn kìa. Vô Duyên, anh xuống dọn đi. Mẹ kêu em chứ phải kêu anh đâu. Anh đừng có vô Duyên. Đó, mẹ thấy không, nó khiểu con trước hết trơn. Mày cần em có thừa em đó. Tổ thừa gì anh nói đúng. Tổ thừa. Anh làm luôn. Em làm cái gì vậy? Anh vô Duyên quá. Chạy ra. Buông ra chưa? Buông ra. Anh buông ra. Buông ra. Trời ơi. Buông ra. Bà chủ ơi. Ây da. Mẹ ơi. Sao đâu có kìa. Buông ra. Bà chủ gì? Bà chủ gì mà vui được hay vậy? Giờ chỉ còn hai đứa đó làm niềm vui thôi. Hai đứa kia lấy vợ rồi, kệ nó, anh em á là phải có hỉ nộ ái ố vậy đó. Ra đời mới không ai ăn hiếp được nó được. Bà hiểu không? Không biết bà giáo dục kiểu gì chứ tôi giáo dục kiểu này đó. Ờ vui lắm. Thôi bây giờ đi xuống lấy cái gì đó rồi làm phở hay làm gì cho dạ. Tụi nó ăn đi, nhanh đi. Mà phải công nhận bà chủ có niềm vui lạ quá mà. Ừ, ơi, tôi lạ lắm. Đi cho xuống đi. Hiểu nổi cái nhà này luôn. Ui. Anh đau quá, em có đau không? Anh Tùng có sao không? Đau quá trời đau luôn á. Em có sao không? Em cũng đau quá trời đau luôn á. Trời ơi, hồi nãy mà em không bỏ cái tay ra sớm rồi bây giờ anh tức lũ tay luôn á. Hồi nãy mà anh không bỏ tay ra sớm chắc giờ em hối luôn rồi đó. Trời ơi, em tưởng thường cái mặt anh mà không có hai lỗ tay chắc nhìn kỳ lắm ha. Cái đầu em không có tóc chắc nhìn cũng kỳ lắm. Trời ơi, đầu em không có tóc nhìn mặt em như cái mâm vậy đó. Chim kìa. Trời ơi, thương sao đâu thương. Sao đâu hết trời ơi. Bởi vì sâu bọ của mẹ, mẹ chỉ lấy tụi con làm niềm vui được thôi à. Xin lỗi em nha. Lỗi anh nha. Này người ta gọi là thương nhau lắm mà cắn nhau đau đó mẹ. Thương cho đau á. Mẹ, con cho con tiền nha. Đi ra đây. Mẹ bỏ sẵn tiền trong ba lô của con về đó. Trời ơi. Wow. Ý đủ chưa? Trời ơi, mẹ đúng là bà tiên của con. Con yêu mẹ. Mẹ yêu con. Đọc con ơi, thương cho đau á. Alo. Ê, chết chết chết. Mũi tới liền, mũi tới liền. Quỳnh chờ mũi xíu nha. Ok. Đi hả? Mẹ, con đi nha mẹ. Đi về liền á. Dạ. Ôi mẹ, mẹ nhớ thương á. Mẹ nhớ thương con á. Dạ. Onza, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Onza, Onza, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Onza, trời ơi Onza, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Onza, trời ơi là Onza, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.